Chào mừng mọi người đã đến với Beauty and Yahweh trong chuyên mục Trip File. Lâu lắm rồi thì sao mới quay lại Trip File, bởi vì thật sự là dạo gần đây sao không có tìm được nhiều thứ ngon bổ rẻ. Trong video ngày hôm nay thì sao không giới thiệu cho mọi người nhiều hãng đâu, nhưng mà sao sẽ giới thiệu cho mọi người một thứ cực kỳ có ích luôn. Đó là một quy trình dưỡng da vừa tiết kiệm mà lại giúp được mọi người trong rất là nhiều vấn đề, như là trị mụn nè, làm sạch nè, điều tiết bã nhờn nè, cũng như là cái bộ sản phẩm này nó rất là thích hợp cho khí hậu bị ô nhiễm như là ở Việt Nam. Bộ sản phẩm mà sao muốn giới thiệu ở đây, nó là một cái chu trình dưỡng da chỉ gồm 3 sản phẩm thôi, nhưng mà nó đã được cân đo đong đếm làm sao mà cho da của chúng ta vừa đủ ẩm. Nhưng mà cái bước dưỡng da nó lại rất là đơn giản. Đây là một cái chu trình dưỡng da mà sao nghĩ rất là tuyệt vời dành cho những bạn bận rộn, hay là những bạn nào chúng ta không có quá nhiều kinh phí trong việc dưỡng da, hoặc là những bạn nào mà chúng ta thấy cái việc dưỡng da nhiều bước nó quá là lằng nhằng hay là phức tạp, thì đây sẽ là một cái bộ skincare rất là lý tưởng dành cho mọi người. Vì đặc biệt đây là một cái bộ dưỡng nó nằm ở trong chuyên mục Trip File, cho nên là chắc chắn là giá thành của nó sẽ rất là rẻ, cho nên là mọi người hoàn toàn yên tâm về vấn đề giá cả nha. Bộ sản phẩm mà Sam muốn nói tới đây nó là bộ dưỡng da 3 bước Sukin Love Your Skin Oil Balancing. Dành cho những bạn chưa biết về Sukin thì đây là một cái hãng 100% là vegan. Nó là 100% từ những cái hữu cơ thiên nhiên đến từ Úc. Và cái hãng này rất là đặc biệt cho những bạn yêu động vật, bởi vì nó không có hề thí nghiệm trên da của động vật. Về bản thành phần của Sukin thì nó chứa những cái thành phần rất là sạch, và một loạt những cái thành phần xấu không hề có ở trong Sukin thì cũng đã được list ra. Điển hình như là mineral oil nè, hay là paraben, hay là cả cồn nữa. Trong cái bộ dưỡng cơ bản 3 bước ngày hôm nay sẽ giới thiệu thì nó gồm 3 sản phẩm cơ bản. Đầu tiên là gel rửa mặt, sau đó là nước cân bằng, và cuối cùng là kem dưỡng ẩm. Cả 3 sản phẩm này đều có chung thể tích là 125ml, cho nên là mọi người mua cái bộ này không có sợ là nó sẽ bị nhỏ như bộ mini đâu nha, mà nó rất là to đó. Đầu tiên trong bộ dưỡng 3 bước của Sukin thì phải chắc chắn nhắc đến là gel rửa mặt rồi, với chiết xuất chính là từ than tre. Mà mọi người biết không, than tre lại là một cái thành phần rất là chứa danh trong lĩnh vực làm sạch, bởi vì không những là nó có thể làm sạch sâu, loại bỏ đi các bụi bẩn và bã nhờn, mà nó còn có cái khả năng là thải độc nữa. Thì than tre nó được áp dụng rất là nhiều trong cái lĩnh vực detox á, cũng như là than tre có cái khả năng là điều tiết bã nhờn nữa, giúp da của chúng ta cân bằng cái độ ẩm và độ dầu trên da. Cái thiết kế này tuy là nhìn nó bình thường nhưng mà thật ra nó rất là tiện, bởi vì mỗi lần rửa mặt sao chỉ cần ấn một pump thôi là mình đã có thể đủ liều lượng cho một lần rửa mặt rồi, không sợ bị lấy quá nhiều hoặc là quá ít. Kết cấu của cái sản phẩm này nó là màu đen nhưng mà trong veo thôi. Khi mà mọi người ấn ra thì sẽ cảm thấy là nó rất là đã, muốn cho lên mặt ngay. Khi mà cho em gel rửa mặt này ra tay và cho nước vào để tạo bọt á, thì mọi người sẽ nhận thấy là cái sữa rửa mặt này nó không tạo bọt quá nhiều đâu, chỉ vừa phải thôi. Cho cái sản phẩm bọt mà sao tạo thành từ sữa rửa mặt này lên mặt và xoa đều, sao cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng, dễ chịu. Cũng như là cái bọt này nó rất là êm ái, nó không gây cho mình cảm giác rát hay là lít kích gì trên da cả. Sau khi rửa sạch lại với nước á, thì sẽ cảm thấy là cái sản phẩm này nó vừa làm sạch rất là sâu, da của mình cảm giác nó rất là sạch, nhưng mà da lại không có bị mất đi màng ẩm. Cảm giác của da nó vẫn rất là mềm mại, dễ chịu, nó cũng không bị khô rít, cũng không có bị căng lên. Thật ra đây là một cái sản phẩm sữa rửa mặt mà sao thì cảm thấy rất là thích, và thực sự là rất là dễ chịu luôn. Nếu như mà mọi người da dầu thì không còn gì để nói rồi, cái sản phẩm này quá là tốt. Nhưng mà nếu như mà mọi người da khô mà vốn dĩ sợ những cái sản phẩm rửa mặt làm sạch sâu á, thì cái sữa rửa mặt này nó không có vấn đề gì cả, hoàn toàn có thể sử dụng được trên cả da khô nữa. Tiếp theo trong bộ dưỡng 3 bước của Sukin thì nó là tonic, hay còn có tên gọi khác là toner, dịch ra tiếng Việt là nước cân bằng. Đối với Sa thì cái nước cân bằng này nó còn có tầm quan trọng hơn cả những cái như là serum hay là booster hay là những cái essence nữa. Vốn dĩ những cái đó thì mọi người nghĩ là nó rất là ủ ẩm, cho nên là khi mà tối giản cái bước dưỡng lại thì mọi người thường là chọn những cái đó thay cho toner. Nhưng mà thật ra toner nó lại chiếm tầm quan trọng hơn. Mọi người biết tại sao không? Bởi vì có một cái phương thức mà Sa đọc trên mạng nó rất là hay và rất là đúng á, là mọi người nói kết thúc của một bước dưỡng nó không phải là sữa rửa mặt mà nó chính là toner. Bởi vì mọi người biết không, cái nước mà chúng ta rửa mặt á chưa chắc nó đã sạch nữa. Và thường là ở Việt Nam, cái nước mà chúng ta sinh hoạt hàng ngày nó là nước cứng, có nghĩa là nó chứa rất là nhiều tạp chất ở trong đó. Thì sau khi mà chúng ta rửa mặt bằng nước đó mix với sữa rửa mặt á, thì chúng ta dùng một cái miếng bông đã thấm toner, chúng ta lau sạch mặt lại một lần nữa, thì cái đó mới gọi là kết thúc của một cái bước làm sạch. Và bởi vì cái nước mà để được chế toner á, nó là nước cất 100%, cho nên là cái nước này mọi người hoàn toàn yên tâm để có thể sử dụng.
thì chỉ cần với một cái chai toner này thôi, Sa sẽ có 3 cách sử dụng. Đầu tiên là Sa đổ cái nước toner này ra bông và lau sạch lại sau khi mà mình đã rửa mặt rồi. Sau đó thì mình sẽ đổ một ít toner ra tay và vỗ nhẹ lên mặt để gọi như là da có một cái lớp cân bằng ẩm trước. Sau đó thì có một phương thức này mà Sa áp dụng một tuần 3 lần. Đó là Sa đổ cái toner này một lần nữa vào cái miếng bông và sau đó ta áp cái miếng bông đó vào những cái điểm chú trọng ở trên mặt của chúng ta, như là vùng ở dưới mắt, vùng mũi và vùng cằm, vùng trán. Sau đó thì Sa sẽ đắp như là mặt nạ từ 5 đến 10 phút ở trên da và gỡ ra. Thì cái phương thức này mọi người hoàn toàn có thể sử dụng nó như một cái phương thức lotion mask, có thể thay cho những cái mặt nạ giấy mà mọi người dùng hàng ngày. Thật sự là nó vừa tiết kiệm cho mọi người cái chi phí mua mặt nạ giấy, cũng như là nó có thể đồng bộ với cái bước dưỡng mà mọi người đang dùng luôn. Ở trong cái toner này của Sukin á, thì Sa nhận ra là có rất là nhiều thành phần tốt. Mà Sa tổng hợp những cái thành phần đó lại thì có thể chia nó ra làm hai nhóm. Những cái thành phần như là lựu nè, việt quất nè, trà trắng nè, thì nó chuyên về chống oxy hóa, nó sẽ giúp làm sạch bề mặt cũng như là tái tạo lại lớp da. Còn cây mộc qua thì nó lại giúp chúng ta là điều tiết lại lớp dầu nhờn ở trên da. Thì cái toner này khi mà Sa apply lên trên mặt á, cảm giác đầu tiên phải nói tới là nó rất là mát và nó làm mềm da rất là nhanh á. Sa cảm thấy rất là thư giãn và nó khô thấm cũng rất là nhanh chóng. Nhưng mà sau khi mà nó khô lại thì Sa cảm giác là da mình vẫn rất là dễ chịu, vẫn giữ được cái độ ẩm mà toner mang lại, cũng như là nó không có bị hiện tượng rít rít như là những loại toner khác. Thì cái toner này đặc biệt là ngoài ba cái chức năng mà lúc nãy Sa vừa giới thiệu cho mọi người á, thì mọi người có thể chiết em nó vào cái bình xịt, dùng nó như là một cái dạng xịt khoáng mà để chúng ta cân bằng lại dầu cũng rất là tốt nữa. Cuối cùng trong bộ dưỡng 3 bước này chắc chắn là kem dưỡng ẩm. Thì cái này Sa không biết là gọi nó là kem dưỡng hay là lotion dưỡng thì đúng hơn, bởi vì nó được đựng trong một cái chai như vậy. Và cái kết cấu của nó Sa thấy nó ở cái dạng mà giữa kem và lotion á. Nó đặc cũng không đặc hẳn, nhưng mà gọi lỏng thì nó cũng không quá là lỏng đâu. Trong cái sản phẩm này thì sẽ có bột gạo giúp mọi người cân bằng lại lớp dầu và lớp ẩm ở trên da của chúng ta. Ngoài ra những cái thành phần như là trà trắng hay là lựu hay là việt quất á, thì nó sẽ giúp da của chúng ta dưỡng ẩm và nuôi dưỡng da tốt hơn. Thường khi mà mọi người có làn da dầu thì mọi người hay nghĩ đến việc kiềm dầu, nhưng mà mọi người không biết rằng là da dầu là do chúng ta quá là thiếu ẩm. Thế nên cái việc cấp ẩm cho da dầu là một việc hết sức cần thiết. Cho nên thông qua cái sản phẩm này thì Sa cũng mong là các bạn da dầu từ đây hãy chăm dưỡng ẩm đều đặn nha. Chất của sản phẩm dưỡng này không quá lỏng, không quá đặc, có màu trắng tươi và khi apply lên da cảm giác rất là mát. Và khi mà mọi người xoa trên da thì nó thấm rất là nhanh và nó để lại cái độ ẩm cho da rất là tốt, rất là bền sau nhiều giờ. Tuy nhiên cái lớp da sau khi mà mọi người bôi kem á thì nó hoàn toàn là lì, hoàn toàn là trong suốt, như là mọi người không sử dụng sản phẩm. Cho nên là mọi người hoàn toàn có thể sử dụng cái kem dưỡng ẩm này vào ban đêm hoặc cả vào ban ngày nếu như mà mọi người muốn. Bởi vì trong thành phần của nó cũng không có những cái thành phần mà nó bị lít kích với ánh nắng như là AHA. Vừa rồi thì Sa đã vừa giới thiệu và review cho mọi người một cái kit dưỡng da 3 bước, vừa đơn giản vừa tiết kiệm mà những cái sản phẩm bên trong nó lại rất là hiệu quả. Mọi người chắc chắn là cũng thể cảm thấy rất là tò mò, bởi vì Sa chưa có giới thiệu giá của cái bộ sản phẩm này. Thì bởi vì cái bộ sản phẩm này nó đang sale off rất là rẻ. Bình thường giá của nó là 1.056.000, nhưng mà hiện tại thì nó chỉ giảm giá còn 790.000 thôi, kiểu như là cực kỳ rẻ cho một bộ 3 sản phẩm mà mọi người dùng được rất là lâu á. Cho nên đây là một cái dịp rất là tốt. Bởi vì cái khuyến mãi này nó có thời hạn, cho nên là mọi người nếu như mà thật sự thích cái bộ kit này thì mọi người hãy lên trên website và mua liền nha. Đây là một cái sản phẩm mà Sa rất là thích và cực kỳ rating cho những bạn da từ thường đến da dầu. Và phần đặc biệt nhất chắc chắn là Sa sẽ give away cho mọi người cái bộ dưỡng này rồi. Bởi vì Sa biết đối với nhiều bạn thì Sukin chắc chắn là vẫn còn lạ lẫm rất nhiều. Thậm chí các bạn thì vẫn chưa có cơ hội nào để trải nghiệm sản phẩm của Sukin. Cho nên là ở trong video này thì Sa sẽ give away cho mọi người 10 bộ sản phẩm này. Mọi người hãy tham khảo thể lệ ở dưới comment và tham gia giveaway lần này nhé. Hy vọng video ngày hôm nay đã giới thiệu được cho mọi người một bộ dưỡng ẩm mà vừa đầy đủ các bước, vừa đơn giản vừa tiết kiệm nữa. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.